Hello, mình xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ review trái dừa sáp nha các bạn. Dừa sáp này nhập từ Việt Nam qua nhưng mà mình mua ở trên Gelin ở tiệm Mango Tropical. Cái này là đặc sản dừa sáp Trà Vinh nha các bạn. Nhưng để mình xẻ ra coi bên trong nó làm sao. Hồi nào tới giờ mình chưa bao giờ ăn dừa sáp hết trơn á. Với một trái mít Thái luôn các bạn. Bây giờ mình xẻ trái mít Thái ra trước đi, coi coi nó ngon không. Ở cái khu mình ở các bạn, con mình nó thèm ăn mít nhưng mà ở cái khu mình ở không có, mình cũng mua ở trong tiệm Mango Tropical luôn. Và trước khi xẻ mít thì mình ở đây mình có cái chén dầu ăn nè, với lại cái miếng giấy mình thấm dầu á các bạn. Mình sẽ chùi vô cái dao gì đây nè, mình xẻ nó sẽ không có dính dao nè các bạn. Mình để thêm cái miếng này qua đây. Mùa này ở đây mít hiếm lắm các bạn ơi. Wow. Ủa sao chưa thấy gì hết trơn, thấy có chút xíu này. Để sẽ vô trồng chút xíu nữa này. Wow. Thấy có muối là thấy ok rồi nè. Để mình ăn thử miếng này coi. Ngọt ngon các bạn ạ. À. Ngon. Thấy cái dao mà nó hơi khô á, cái mình là mình lau dầu tiếp. Thì mình sẽ ngang gì đây coi. Cái trái này 18 đồng các bạn. 18 đồng mà tính ra cũng như 20 đây là 400 mấy, hình như là trái cái mít này 400 ngàn. 400 ngàn thì Việt Nam. Wow, ngon quá sẽ ngon luôn các bạn ơi. Quá trời muối luôn đây nè. Muối không, không có sơ gì hết trơn luôn. Và bây giờ mình sẽ xẻ ra nửa trái thôi. Còn nửa trái mình cất lại. Thì mình sẽ xẻ theo cái chiều này. Các bạn ơi, thấy mê thiệt luôn cây nè. Cây nè. Cây nè các bạn. Xứng đáng ha. 18 đồng. Cái này mình mua mình order ở trên Mango Tropical ở trên Garden nha các bạn. Cái trái này là không có sơ, không có gì luôn á. Muối không. Mít Thái á. Nó giòn nó ngọt. Cái trái dừa sáp này á là 25 đô. 25 đô tính ra là nhiêu mẹ? Gần 600 ngàn hả? Gần 600 ngàn thì Việt Nam. Rồi 600. Nhưng mà hồi lúc trước á, ở đây nó có các bạn, nhưng mà nó tới gần 60 đô cho một trái luôn. Thì nó mắc quá, mình không có ăn nha các bạn. 60 đô mắc quá. Thì bây giờ còn có 25 đồng cho nên mình mua mình ăn thử. Bây giờ con không biết xẻ làm sao. Xẻ giống trái dừa khô hả mẹ? Gọt nó ra đi. Ủa gọt ra nữa hả? Cái gì để gì sao vậy? Gọt nó ra cho nó tới nó gió luôn. Ủa nó y như trái dừa khô trời. Này lạ quá các bạn ơi, lần đầu tiên mình có cây dao bự luôn nè các bạn. Nó để lên trong thớt không? Đập gì đây thử ra ha. Vậy đập thử các bạn, đập đây này bị. Trời ơi, gõ xanh quanh đó. Nứt nứt rồi nè mẹ. Con gõ xanh quanh nó mới bể. Trời ơi. Thì lạ quá các bạn. Ăn cái trái này thì nó khó. Dạ xanh quanh cho nó dễ quá. Thôi rồi, ghê quá, ghê quá. Khó quá. Phải ăn cái trái gì mà nó cực dễ sợ luôn. Ui. Ui nó lạ quá. Ui hơn nữa nó có sáp. Ui nó có sáp gì đây nè các bạn. Nè. Nó có sáp gì đây nè. Ui hơn nữa. Mẹ thấy cái nó giống như mật vậy đó. Nó lạ quá ha. Wow, nó ngộ sức là mình chặt nó ra mà nó nhẽo nhẽo trong đây nha các bạn, nó không có đổ ra nha. Nè. Rồi mình mời các bạn ăn với dừa sáp với mình nha. Trời lạ quá. Ngộ quá ha.
Lạ lắm luôn á. Mình thấy nhiều bạn khác ăn là có đậu phộng nè, nghệ đường, cái gì nữa, nhưng mà thật sự bữa nay mình ăn không thôi. Ngộ cái này nó mềm sụm mà. Thấy ở trên mạng người ta ăn đường với đậu phộng nữa. Nó béo mà nó dẻo như là nếp vậy các bạn, như nếp vậy đó. Cái này thật sự ra đó là nếu như các bạn có ăn dừa sáp á, các bạn phải làm giống như là miếng miếng đường muối muối mẹ với đậu phộng nữa ngon á, nó béo. Lạ lắm các bạn ơi nè. Cái trái dừa mình thấy cái cơm nó gì đây nè, nhưng mà mình sắn ra nó mềm xèo à, nó dưới đây nó mềm xèo à nè, mình sắn tới dưới cái này được luôn nè, giống như bột, giống như bột nếp vậy. Mình thấy trên TV người ta ăn vậy đó, mà hôm nay mình không có đường với mình không có đậu phộng á các bạn, mình nghĩ các bạn làm thêm đậu phộng với đường nữa đi thì ăn nó sẽ đậm đà hơn. Còn cái này thì ăn nó dẻo, nó thơm mùi dừa nhưng mà nó không có ngọt nhiều, như các bạn phải bỏ thêm đường với đậu phộng nữa thì sẽ ngon hơn. Nó lạ lắm luôn. Lần đầu tiên trong đời mình ăn luôn á, ngộ hết sức luôn coi nè, dít tới đâu nó lên tới đó. Mình thấy cái này mình tưởng là nó cứng các bạn, mà nó không cứng nha, mình lấy cái muỗng mình dít nó lên hết trơn rồi. Hay thiệt luôn á. Này một trái nguyên gia đình ăn luôn các bạn ơi. Mình thử một chút xíu này thôi. Cái này mình để ngày mai mình sẽ rang đậu phộng với mình bỏ đường muối mè vô với nước đá, nó sẽ ăn sẽ ngon hơn các bạn. Tại trên TV á, mình thấy người ta ăn như vậy á. Còn cái này mình ăn không thì nó thơm, nó dẻo nhưng mà nó không có đậm đà. Các bạn mà có muốn ăn dừa sáp thì các bạn phải chuẩn bị là đậu phộng, đường, muối mè nha các bạn. Ăn nó sẽ đậm đà hơn. Lạ lắm, trong đời mình lần đầu tiên mình mới ăn luôn á. Còn mít này thì thôi, không chê vào đâu được luôn. Mít này rất ngon. Mít ngon. Hôm nay mình order trái dừa 25 đô, coi như là 600 ngàn. Với trái mít này 400 ngàn nữa là trái dừa với trái mít lận triệu tiền Việt Nam các bạn. Trái dừa với trái mít là 43 đồng các bạn. Hồi nào tới giờ á, mình ăn không được á, mình cứ mơ ước hoài, mình nói trời ơi ước gì mà phải mình ăn được trái dừa sáp cho mình biết nha. Nên mình ăn mình biết rồi các bạn, nó lạ lắm luôn. Nhắc các bạn rồi, các bạn trước khi ăn dừa sáp các bạn phải chuẩn bị đậu phộng, đường nha các bạn, với muối mè nữa thì nó sẽ đậm đà hơn nha. Nè, nó lạ hết sức luôn ha. Nó không chảy, nó giống như mật vậy nè. Nó chảy nhưng mà nó chảy chậm các bạn. Thấy nó gì đây chứ nó mềm xèo à. Rồi mình no rồi các bạn ơi. Cái trái này nó rất là nhiều và rất là bự luôn. Nguyên mua một trái thôi nha các bạn là gia đình ăn đủ rồi. Cho nên các bạn thấy một trái á, các bạn sẽ nói ồ chắc ăn không đủ nữa nha. Mình ăn mỗi người một miếng thôi là nó ok. Cái ăn dừa sáp với mít đến đây mình xin dừng. Xin mến chúc ông bà cô chú và các bạn có nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại clip next time. Thank you. Bye bye.